Quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp ngăn chặn các vụ buôn bán kit test lậu, thu giữ gần 8.500 sản phẩm. Trong 2 ngày ngày 4 và mùng 5 tháng 3 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thêm 02 vụ vận chuyển kit test SARS-CoV-2 nhập lậu. Cụ thể vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện đối tượng Bùi Thị Vân sinh năm 1990, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái đang vận chuyển 2.400 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 xuất xứ Trung Quốc nhập lậu. Ngay trong ngày tiếp theo 5 tháng 3, đội quản lý thị trường số 4 tiếp tục phối hợp với Công an xã Hải Xuân phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu 8 sinh năm 1989, trú tại thôn 9, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà đang tập kết, vận chuyển 1.000 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 nhập lậu từ Trung Quốc. Lực lượng quản lý thị trường đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. Lai Châu, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện đối tượng có hành vi bán kit test không có hóa đơn, chứng từ. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, đội quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính. Tại thời điểm khám phát hiện lô hàng hóa gồm 175 bộ kit test nhanh COVID-19, trên bao bì hàng hóa có ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Chủ lô hàng là ông Vũ Minh Thắng có địa chỉ tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số kit test trên. Đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Minh Thắng với tổng số tiền xử phạt 23.125.000 đồng, trong đó phạt hành chính là 10 triệu đồng và tịch thu hàng hóa trị giá 13.125.000 đồng. Xử phạt gần 450 triệu đồng với 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng. Ngày 5 tháng 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã vừa ra quyết định xử phạt số 512 trên QĐ-XBHC đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 450 triệu đồng. 2 công ty kinh doanh xăng dầu bị phạt là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chung Phát với số tiền phạt vi phạm hành chính là 188.688.200 đồng và chi nhánh 2 công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCRB với số tiền phạt vi phạm hành chính là 256.772.250 đồng. Đồng thời, tiến hành xử phạt bổ sung 2 doanh nghiệp bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2 tháng. Quản lý thị trường Thái Nguyên liên tiếp xử lý vi phạm kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế phòng dịch. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, trong 2 ngày 1 và mùng 2 tháng 3 năm 2022, lực lượng quản lý thị trường Thái Nguyên đã phát hiện, xử lý 6 vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng phòng chống dịch Covid-19. Tang vật vi phạm buộc tiêu hủy gồm 87 hộp thuốc điều trị và phòng ngừa cúm và gần 2.000 bộ kit test COVID-19 có tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Để góp phần ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo đến người tiêu dùng.